Xin chào quý vị, chào mừng quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với bầu không khí ở tại giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023-2024. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động Đồng Nai giữa đội chủ nhà và những người làm khách là câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình. Huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 dành cho đội bóng của mình. Chơi cao nhất trên hàng công là Văn Sơn, hỗ trợ ở phía dưới là bộ 4 cầu thủ Quốc Khánh, Văn An, Ngọc Vũ và Kim Nhật. Minh Quyền là người đá thấp nhất hàng tiền vệ. Thế Thuận, Ngọc Thịnh, Thanh Quý và Hữu Trung là bộ tứ vệ của câu lạc bộ Đồng Nai ở trong trận đấu này. Đứng trong khung thành vẫn là thủ thành Thái Hiếu. Đây sẽ là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay với trọng tài Tăng Hoàng Tuấn cùng với những vị trợ lý ông Nguyễn Tấn Tài, ông Võ Đăng Khoa và trọng tài thứ tư là ông Trần Mạnh Hùng. Chúng ta sẽ cùng tới với sơ đồ 4-1-4-1 được huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn sử dụng. Khắc Khiêm là người chơi cao nhất trên hàng công, hàng tiền vệ là cao thủ Trung Hiếu, Chính Đăng, Trung Nguyên và Trung Hiếu. Cặp đôi Trung Hiếu song hành ở hành lang cánh của đội bóng. Cô Nhật đá thấp nhất hàng tiền vệ và bộ tứ vệ là Hữu Tuấn, Tiến Đình, Trọng Hiếu và Đăng Tuấn. Đối thủ 15 của giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023 chạm trán nhau. Và như vậy là tiếng còi để bắt đầu cuộc đối đầu giữa Đồng Nai và Phù Đồng Ninh Bình đã chính thức vang lên. Đội chủ nhà Đồng Nai sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh của quý vị cùng bộ trang phục màu đỏ. Đây là huấn luyện viên trưởng Bùi Hữu Thái Sơn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Đồng Nai. Một quả ném bóng mạnh, khá nguy hiểm, dứt điểm. Đó là một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình rất nhanh. Chỉ 2 phút, Trung Hiếu đã đưa bóng vào lưới thành công với một quả đá ở cự ly gần. Một bài tấn công không mới với bóng đá hiện đại. Những quả ném biên mang tính trực diện. Bóng cắt ngang qua khung thành của thủ môn Thái Hiếu. Và Lý Trung Hiếu là người đã điền tên mình lên bảng tỷ số từ rất sớm. Một trận đấu rõ ràng là hứng khởi hơn rất nhiều so với cuộc đối đầu của hai đội ở giai đoạn lượt đi với kết quả hòa không đều. Chúng ta một lần nữa sẽ được xem lại quả ném biên rất mạnh này. Không ai chạm bóng cho đến khi quả bóng trôi đến vị trí của Lý Trung Hiếu. Quả chơi bóng, đánh đầu, không vào. Và cứu bóng ngay trên vạch vôi. Nỗ lực tuyệt vời đến từ một hậu vệ áo đỏ, đó chính xác là Minh Quyền. Lại một lần nữa chúng ta thấy cao thủ Phù Đồng Ninh Bình khai thác vào một pha bóng bổng. Bóng chưa hề qua vạch vôi. Quốc Khánh. Hợp lý. Còn không ra được mở ra. Chưa thể làm một cú dứt điểm. Đáng tiếc với pha xử lý của Ngọc Vũ. Hoàn toàn có thể làm một cú sút ngay. Nhưng Ngọc Vũ đã đẩy bóng hơi dài. Ngoài ra thì Ngọc Vũ cũng không quan sát được tình huống Kim Nhật thoát xuống từ hành lang bên phải. Vũ đã lựa chọn một giải pháp có thể gọi là khó nhất khi đâm thẳng quả bóng vào vị trí của số 27. Đó là Hữu Tuấn. Thời gian không còn nhiều. Bóng hay, chuyền vào. Làm gì? Dứt điểm. Đó có lẽ là cơ hội rõ ràng nhất mà chúng ta có thể nhắc tới dành cho câu lạc bộ Đồng Nai ở trong hiệp 1. Cú đá cuối cùng là của hậu vệ cánh trái Hữu Trung đã khép lại một hiệp đấu mà Đồng Nai phải đối diện với một hệ thống phòng ngự được bố trí bài bản và chắc chắn tới từ Phù Đồng Ninh Bình. Chúng ta một lần nữa sẽ cùng xem lại cú đá của Hữu Trung. Người đã làm tường ra là Ngọc Thịnh, đội trưởng. Câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình đã có được bàn thắng từ rất sớm và nó là tiền đề để giúp cho đội bóng này chủ động hơn về mặt thế trận ở những phút tiếp theo. Đường truyền và xử lý của Trung Nguyên. Cơ hội không vào. Lý Trung Hiếu chính là người đã dứt điểm. Một trận đấu hay và nỗ lực của Lý Trung Hiếu. Nhưng ở pha bóng vừa rồi, nếu như có thêm một chút điềm tĩnh thì có lẽ cơ hội dứt điểm của Lý Trung Hiếu có lẽ đã trở nên rõ ràng hơn. Ý đồ dứt điểm của Lý Trung Hiếu là sút vào góc gần. Một pha phá bóng không tốt của Thanh Quý. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Quả treo bóng. Cơ hội.
không vào. Người đã lao vào đánh đầu có lẽ là Văn Sơn. Một quả tạt tốt từ hành lang cánh trái được tạo ra bởi cao thủ Đồng Nai. Văn Sơn len vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ biên của Phù Đồng Ninh Bình. Nhưng đó vẫn là pha bóng hơi dướn một chút với Văn Sơn. Bóng đã bị cắt. Quả tạt đánh đâu? Chính xác thì đó là một pha ra vào tốt của thủ thành Văn Cường. Thái Hiếu. Cội. Làm gì? Cú đá tiếp theo. Hai cú đá liên tiếp và hoàn hồ thủ thành Văn Cường. Những pha cứu thua không khác gì những bàn thắng tới từ Văn Cường. Hai quả đá ở một cự ly rất gần. Sự lăn xả đã được thể hiện tới từ Văn Cường. Rất dũng cảm. Một hành động thực sự tuyệt vời. Một pha cản phá thực sự tuyệt vời. Và không chỉ một mà là hai. Đều là những quả đá cự ly rất gần. Văn An, người mới được tung vào sân và còn rất khỏe. Văn An, không vào. Quả đá nhanh nhưng không trúng tâm bóng. Pha băng vào là của Văn Văn. Ta thấy được rằng thể lực là một điều đã giúp cho Văn An vượt trội hơn cao thủ còn lại, bao gồm cả Thế Thuận đã đeo bám cầu thủ này. Bóng nằm trong tay của thủ môn Văn Cường, người đã chơi xuất sắc ở hiệp 2 này. Đúng lúc này tiếng còi để khép lại trận đấu đã vang lên tới từ trọng tài Tăng Hoàng Tuấn. Kết quả cuối cùng, cao thủ Phù Đồng Ninh Bình đã bảo vệ thành công lợi thế mà họ có được trong 45 phút đầu tiên. Pha lập công của Lý Trung Hiếu cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu để giúp cho Phù Đồng Ninh Bình có được cho mình 3 điểm. 3 điểm này cũng sẽ giúp cho Phù Đồng Ninh Bình vượt qua được những câu lạc bộ là Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ bóng đá Huế ở phía trên để gia nhập vào top 5. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bạn cho cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Đồng Nai và câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những trận đấu khác trên hệ thống của FPT Play. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.